Anh nghe này. Em đang có một kế hoạch, nhưng phải cần đến sự diễn xuất của anh. Nếu thuận lợi thì cả hai chúng ta sẽ có một bước lên mây. Ở cạnh em là anh thấy sung sướng lắm rồi. Cần gì phải lên mây nữa đâu. Nhưng em thì khác, vị trí của em bây giờ vẫn chưa phải đi đến cuối cùng. Thôi được rồi, em cứ suy tính đi. Anh sẽ giúp em hết mình. Anh bận công việc à? À không, bạn anh vừa gọi thôi, mình đi. Lần sau đi với anh ấy, em đừng lo mấy cái chuyện bao đồng nữa nhá. Em đâu có lo chuyện bao đồng đâu. Thì mấy cái đứa ăn mày ngoài đường đấy là người thân thích của em à? Thì một miếng khi đói bằng một gói khi no mà anh. Mình phải biết giúp đỡ người ta trong lúc hoạn nạn, thì người ta mới có thêm động lực để chiến đấu trong cuộc sống chứ anh. Động lực cái đếch gì? Động lực thì chúng nó lừa người khác thêm ấy. Cái bọn đấy á, ngoài mặt thì là đáng thương thế thôi, chứ toàn một lũ ma mãnh lừa đảo với nhau hết đấy. Anh này, sao trong mắt anh ai cũng là người xấu hết vậy? Em ngây thơ lắm, chưa hiểu hết được sự đời đâu. Thế bây giờ ý của anh là em còn trẻ con, không đủ nhận thức về mọi thứ xung quanh đúng không? Đây là anh là muốn tốt cho em, để em tránh xa những cạm bẫy bên ngoài. Thế mà trong đầu em đang nghĩ cái gì đấy à? Vâng, vâng, anh đúng, anh lúc nào cũng đúng hết. Em không biết gì cả, em là trẻ con, được chưa? Sao em suốt ngày vậy thế? Này, may cho mày là cái xe tao có làm sao nhá. Lần sau đi đứng ấy mở to cái mắt mày ra, nhớ chưa? Ơ kìa, anh em nói kiểu gì đấy, mình là người sai cơ mà. Hôm nay tao đã vui tính cho tao cho mày đấy, Toàn ơi. Xin anh cư xử cho đúng mực. Tôi không còn là trẻ con nữa nên cũng biết là trong chuyện này ai là người sai. Sao? Cư xử đúng mực á? Tao thích thế đấy, làm sao? Mày đi làm đây ăn vạ à? Anh không thấy ngượng mồm khi nói ra những điều đó à? Ngượng mồm á? Ai? Như là mặt hàng ấy, đẹp trai, bốn bánh, người yêu xinh gái, làm sao? Riêng cái vẻ bề ngoài tao đã hơn mày rồi, mày ăn vạ với tao đấy à? Nếu anh còn tiếp tục cư xử như vậy, tôi chỉ còn cách nhờ những cơ quan chức năng xử lý. Đi gọi đi công an á? Thoải mái đi, nhá, thoải mái đi. Bỏ đi anh ơi, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh bỏ qua cho anh ấy nhá. Thôi, bỏ đi. Để tôi đợi anh nhá. Thôi, tôi không sao, tôi tự đi được. Những cái thằng đàn bà. Anh này, anh không thể nói lời xin lỗi người ta được à? Sao lại phải xin lỗi? Mình lúc nãy mà không tướng cũng nằm đây ăn vạ rồi đấy. Anh đưa em về đi. Cái thái độ của giám đốc Mi vừa rồi đáng ngờ thật. Không biết lại coi mưu gì nữa đây. Được rồi, chuyện này nhá, phải đi kể với chủ tịch. Cậu Đức, đỡ tôi vào phòng với. Sếp bị sao vậy ạ? Tôi vừa bị đụng xe. Chết rồi, em đưa sếp đi bệnh viện nhá. Thôi, không cần đâu. Tôi nghĩ chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chút nữa cậu mua tôi ít thuốc bôi là được. Dạ vâng, thế là vậy em đưa anh sếp vào phòng. Sao mãi không nghe máy đấy nhở? Định cho mình leo cây đấy à? Anh chỉ muộn một chút thôi, chứ làm sao mà giáo cho em leo cây. Anh làm cái gì mà em gọi điện mãi không nghe máy thế? Anh đừng nói chuyện mấy thằng bạn, mấy thằng con trai mà. Đường lại có thời gian đi tóm tem nào. Ừ vậy, anh thì chỉ có một mình thôi. Thôi, không đi, đi sang bên này ngồi đi. Đang có chuyện cần nói đây này. Sao? Cần anh giúp cái gì? Công ty em vừa ra một sản phẩm mới. Ngày mai anh sẽ đến công ty để gặp trực tiếp chủ tịch và đặt một lô hàng lớn. Sau đó thì mọi việc cứ để em lo. Em sẽ khiến cho công ty giao hàng không đúng hẹn. Nếu mà như thế thì số tiền đền bù sẽ là phải gấp 10. Nhưng nếu có lòng hảo tâm thì sẽ lại ít hơn một chút. Chính xác. Em sẽ dùng số tiền đó để mua lại hết cổ phần công ty. Sau đó thì... Anh hiểu cái câu đó bên trong hàm ý một bước lên mây của em rồi. Tuổi thanh xuân của em đã bị công ty vùi lấp, thì em phải được cái giá xứng đáng với công lao của em chứ, đúng không? Sau đấy thì
anh sẽ trở thành phó mã ở công ty của em chứ? Đương nhiên rồi. Anh, anh uống nước đi này. Anh cảm ơn. Linh này, công việc dạo này em thế nào rồi? Tình yêu có... Em biết ý định của anh rồi nhá. Em vẫn còn trẻ, em vẫn chưa chán cuộc sống độc thân đâu. Em vẫn chưa muốn lấy chồng đâu đấy. Anh bảo này, thanh xuân con gái chỉ có một lần thôi. Nghe lời anh, lấy chồng sớm đi, sau này đỡ vất vả. Thế thì anh lấy vợ trước đi rồi em lấy chồng. Em không thể so sánh anh được. Anh là con trai, anh phải lo sự nghiệp, phải đối nội đối ngoại nữa. Bố mẹ chúng ta thì mất sớm. Bây giờ anh phải nhìn em cưới anh mới yên tâm được. Em biết rồi. Nhớ đấy. Thật ra ấy, em có bạn trai rồi đấy. Bọn em đang tìm hiểu nhau. Thế nhưng mà tính của anh ấy thì... Không sao, có người yêu tốt rồi, cứ dẫn về đây. Sai sót gì ấy thì anh tư vấn cho. Em bảo rồi, vợ chồng khéo thì cái lúc cãi vã nhau không phải lo nhá. Dẫn về đây. Thôi, để một thời gian nữa đi anh. Được, đêm dài lắm mộng. Bảo nha, sang tháng tới dẫn cậu ấy về đây ra mắt anh xem, được chưa? Em là em biết ý định của anh rồi đấy nha. Có phải là anh muốn em dẫn bạn trai về sớm, rồi anh ép em cưới chồng sớm để đuổi em ra khỏi nhà càng sớm càng tốt chứ gì, đúng không? Mày cứ nghĩ xấu anh trai mày thế. Bảo trong năm nay mày cưới nhá, anh sẽ quyết định tặng vợ chồng mày một hẳn căn nhà đồ hẻm luôn. Ôi, anh trai em giàu quá ha. Kính thế. À mà kể cũng phải thôi, trưởng phòng của một công ty cơ mà nhở. Con bé này có chiều anh. Cô không sao chứ? Cảm ơn anh, tôi không sao. Anh kia, chân cô như bị trẹo rồi. Nếu cố gắng đi thêm là sưng to lên đấy. Chết rồi, bây giờ phải làm sao? Nếu cô không ngại lên xe của tôi, đoạn đường này cách khá xa trục đường chính ấy. Đi, tôi đưa cô lên. Của cô này. Cảm ơn anh. Đừng giữ chuyện buồn trong lòng quá lâu, giải thoát nó đi. Nếu không, nó sẽ chiếm trọn cảm xúc của mình ấy. Giải thoát bằng cách nào chứ? Nói ra, xả hết ra đi. Đồ khốn, đồ tồi, đồ khốn nạn, tôi ghét anh. Tại sao anh lại lừa dối tôi chứ? Tôi ghét anh, tôi ghét anh. Tôi xin lỗi nhá, anh có sao không? In 5 ngón tay lên mặt rồi đây này. Tôi không kiềm chế được. Cô hận anh ta lắm à? Hận chứ. Tôi rất hận. Tôi đã nhìn thấy anh ta đi cùng với một người phụ nữ khác. Có phải là người đàn ông hôm đi cùng cô mà va phải tôi không? Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp phía trước. Mình vui khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, còn kết thúc còn phải tùy vào duyên phận. Sai người, sai thời điểm. Tôi đã biết là chúng tôi không hợp nhau rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ cố. Chúng ta có quyền được lựa chọn và hy vọng mà. Tôi đã lựa chọn sai người, tôi đã hy vọng sai người rồi. Thế bây giờ cô muốn đi đâu? Nhà tôi ở phía trước ấy kìa, anh cứ chở tôi về đó là được rồi. Sếp, sao anh đi làm muộn vậy ạ? Hôm nay tôi gặp chút chuyện, với cả mang xe đi bảo dưỡng luôn đấy mà. Này này, cậu làm gì đấy? Em sợ sếp gặp chuyện như lần trước nên em kiểm tra chút, không bị sao. Lần này không bị đau ở chân, mà đau ở mặt đây này. Sếp, mặt sếp bị sao ạ? Sếp nói đi, ai đánh sếp? Sếp nói em xử lý luôn. Thứ nhất là tôi tự nguyện để cho người ta chút giận. Còn thứ hai, đó là một cô gái. À, thế hóa ra là sếp dạy. Này. Dạ.
Dạ cái gì? À, dạ không ạ. À, em chúc sếp vào buổi sáng mai có một buổi làm việc thật là vui vẻ. Tha cho cậu lần này nhá. Dạ, mà nói chuyện với anh em quên mất. Sếp ơi, vừa giám đốc Mi dẫn tới chúng ta một đối tác là họ muốn đàm phán để mua sản phẩm mới vừa công ty chúng ta vừa ra mắt đấy. Họ đang ở đâu? Đang trong phòng họp ạ. Đi, ra đi. Gì thế này? Là anh ta à? Ủa tôi làm việc rồi. Nó ra cái thằng này là chủ tịch FM. Giới thiệu với anh, đây là chủ tịch công ty tôi. Chào anh, tôi là Hải, đại diện của công ty Đa Gia. Chào anh, tôi là Hoàng. Ông mời mọi người ngồi. Thưa chủ tịch, hôm nay anh Hải đến đây là để trao đổi thêm về thông tin sản phẩm mới của công ty chúng ta. Nếu mà ok thì sẽ đặt với số lượng lớn ạ. Sản phẩm của công ty chúng tôi vừa mới tung ra thị trường, đơn hàng này rất là khả quan. Nhưng mà anh đặt số lượng lớn như vậy, liệu có mạo hiểm quá không? Thật ra thì bọn tôi muốn được độc quyền cái thương hiệu như thế. Cậu muốn đặt số lượng bao nhiêu? Thật ra là anh ta đang mong chờ cuộc làm ăn này. Khâm phục anh ta thật, vì đại cục có thể bỏ qua được mọi chuyện. 100.000. Trong bao lâu? Một tuần. Thật ra sản phẩm của công ty chúng tôi vẫn mới, vẫn cần phải tiếp thu những ý kiến đóng góp của khách hàng, nên là hiện tại vẫn chưa thể sản xuất đại trà, nhất là trong thời gian ngắn như vậy. Tôi nghĩ là với cái tiềm lực của FM thì cái chuyện đấy hoàn toàn có thể mà. Hay là anh nghĩ bên tôi đang thiếu thiện chí? Thế này đi, tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh sau. Cũng được. Nhưng mà vấn đề là bên công ty của tôi có một thói quen không thích đợi chờ. Như anh biết rồi đấy, một ngày có thể ra hàng trăm, hàng nghìn cái sản phẩm mới từ trong nước và quốc tế. Chỉ là chúng tôi muốn lựa chọn hay không. Ngày hôm qua chúng ta có thể là kẻ thù, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có thể là bạn thân. Là một người làm kinh doanh, anh biết điều đấy mà đúng không? Vừa khích tướng mình, lại có ý muốn làm hòa về sự việc hôm qua. Con người này thực chất không hề đơn giản. Nhưng mà nếu bây giờ không chấp nhận thiện chí của anh ta, thì công ty sẽ mất đi một cơ hội làm ăn. Và trong mắt anh ta, mình chẳng khác nào kẻ ngả mọn. Được rồi, tôi đồng ý. Còn những điều khoản về hợp đồng ấy, chúng ta sẽ bàn vào một ngày khác. Được rồi, vậy thì chúc mừng sự hợp tác giữa hai bên chúng ta. Không ngờ kế hoạch của em lại thành công nhanh đến như thế. Vậy là bước 1 đã xong. Bây giờ chỉ cần chờ ký kết hợp đồng nữa là ok rồi. Anh Hải. Anh Hải. Hả? Hả? Anh làm sao đấy? Có như người mất hồn ấy. Không. Anh đang suy nghĩ cái hôm ký hợp đồng ấy diễn sao cho nó ngầu. Cá bây giờ đã cắn câu rồi, chỉ chờ nó đuối sức là kéo lên thôi. Nhưng mà em hỏi này, sao lúc mới đàm phán anh không đưa hợp đồng cho nó ký luôn đi? Hẹn ngày này ngày kia, tốn cả thời gian. Này em không nghe đâu nói à? Đây là sản phẩm mới, cho nên là cần phải tiếp thu đánh giá từ người dùng, không thể sản xuất đại trà luôn được. Bây giờ mình nóng vội nhá, nó nghi ngờ mình ra. Cũng phải, chỉ có anh là chu đáo nhất. Chứ làm sao nữa, anh làm việc có tâm mà. Sếp ơi, sếp vẫn quyết định hợp tác với bên đó sao ạ? Nếu được thì tại sao không? Sếp nghi ngờ bọn họ hay sao ạ? Tôi muốn điều tra kỹ hơn về công ty của họ. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Công ty của bọn họ thì em chưa từng nghe qua bao giờ. Hơn nữa lại còn là người nhà của cô giám đốc My giới thiệu vào nữa. Ý cậu là sao? Dạ thì hôm qua em mang báo cáo sản phẩm mới vào cho giám đốc My.
em vô tình nghe được cuộc điện thoại là lúc My nói chuyện với ai đó. Em nghĩ là con My rồi, mới rồi sếp ạ. Con người của giám đốc My là vậy mà. Làm bất cứ việc gì cũng nghĩ lợi ích cá nhân của mình đầu tiên. Em nghĩ là giám đốc My, bọn họ không đơn giản chỉ hợp tác làm ăn đâu ạ. Theo tôi nghĩ thì bọn họ là một đôi. Sếp ơi, giả sử như là họ là một đôi thì họ tới công ty chúng ta để tiến hành âm mưu. Đây chỉ là suy luận của tôi và cậu thôi. Việc này cần phải điều tra thêm thì mới sáng tỏ được. Dạ vâng ạ, em sẽ đích thân điều tra chuyện này. Quyết định như vậy đi. Bây giờ cậu đặt xe giúp tôi. Tôi có hẹn với đối tác ở bên ngoài. Sếp đi xe của em cho thoải mái ạ. Vậy cũng được. Dạ vâng. Làm gì mà lâu thế? Em đi nhanh hết cỡ rồi đấy. Mà sao hôm nay anh không đi xe đến mà lại bắt em đón? Không phải, xe của sếp anh đang đi bảo dưỡng, cho nên là đi tạm xe của anh. Mà thôi, em đi về đây. Từ từ, đợi chút, đợi sếp anh ra rồi chào anh một tiếng rồi về. Xe đến rồi à? Dạ vâng ạ. Em chào anh ạ. Là anh à? Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau. Chủ tịch biết em gái em từ trước rồi ạ. Tôi có gặp cô ấy vài lần. Anh là... Là chủ tịch của anh đấy. Thôi, hẹn gặp cô sau. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Tôi đi đây. Sếp, để mà tháp cùng sếp đi ạ. Không cần đâu. Tôi nghĩ là cậu nên đưa cô ấy đi dạo một vòng. Tôi đi đây. Vâng, em chào sếp ạ. Kinh, em gái của mình quen cả chủ tịch thế mà không dám nói cho anh một tiếng nào cả. Tại sau này anh nào dám tư vấn với cả tham mưu cho em được? Anh nói cái gì đấy? Không có gì. Nhưng mà đây, em thấy đây, chủ tịch dặn anh là đích thân anh phải đưa em đi dạo một vòng. Chẳng có người ngoài nào mà quan tâm như vậy đâu. Anh đang nghĩ linh tinh cái gì đấy? Em và anh ấy không có gì đâu. Không có gì, không có gì. Thôi mệt anh quá, em đi về đây. Anh đến chơi à? Cậu Đức nhờ tôi mang xe về nhà. Vậy anh vào nhà em chơi một lúc không? Tất nhiên, nếu cô mời. Xem. Em có kết quả rồi ạ. Đây, xem đi ạ. Quả không ngoài dự đoán. Bọn họ đã yêu nhau từ rất là lâu rồi ạ. Với cả công ty bọn họ thực chất là công ty ma, chẳng có giấy tờ pháp lý nào cả. Tôi hiểu thứ mà giám đốc My cần trong hợp đồng lần này là gì rồi. Dạ, sếp ạ. Hơn nữa dạo gần đây em thấy giám đốc My thường mua những cổ phần khá là cao so với những cổ đông bán ra đấy ạ. Dạ tật. Đúng với bản chất con người của ta. Anh ạ. Chào anh, lại gặp chủ tịch lần nữa rồi. Rất vui được gặp anh. Mời ngồi. Đây là hợp đồng với công ty tôi đã soạn sẵn. Anh xem qua rồi chúng ta thực hiện bước cuối cùng luôn nhỉ? Chúng tôi còn chưa xem qua các điều khoản của hợp đồng mà. Hợp đồng này là công ty của anh soạn hay giám đốc My soạn? Hợp đồng này tất nhiên là công ty tôi soạn chứ. Nhưng mà theo như chúng tôi điều tra thì công ty của anh không hề có giá trị pháp lý nào cả. Anh nói như thế là như nào? Chúng tôi cũng đã điều tra được mối quan hệ của hai người. Và ý định của hai người đến đây là để làm gì? Chủ tịch, oan cho em với. Đừng chối cãi. Bằng chứng đây, cô tự xem đi. Chủ tịch, dã tâm của cô quá lớn, công ty không thể đáp ứng được. Nhưng mà chủ tịch ơi, anh nghe em giải thích đi ạ. Đừng giải thích. Tôi cho cô một ân huệ cuối cùng, tự động xin nghỉ việc đi. Còn cậu, đừng nên lừa dối tình cảm người khác, đặc biệt là đánh phụ nữ. Anh, cô ấy nhờ tôi gửi cho cậu cái này đấy. Yêu cầu hai anh chị ra khỏi công ty.
Thảo chế và thất bại. Tục tế không biết. Hoàn hảo cái gì? Biết thế đã không giúp em rồi, tự nhiên là bị người ta tát cho một phát, nhục không chịu được. Này, anh đừng tưởng tôi là con ngu nhá. Anh đi ăn ở bên ngoài đúng không? Thế bây giờ anh ta nói như thế cũng tin à? Hả? Nhưng mà anh ta không bao giờ nói láo khi không có chứng cứ. Xem ra là đến tận bây giờ cô vẫn chưa chịu tỉnh ngộ ra nhỉ? Khánh Linh, sao em lại ở đây? Đấy, cô thấy chưa? Chính anh ta đang tự khẳng định đấy. Tôi biết ngay mà. Đồ dối trá! Nghe lời của tôi đi. Cô mà còn đi với hạng người như anh ta thì cô sẽ còn thất bại. Hôm nay anh ta đối xử tốt với cô thì chắc chắn anh ta đã phản bội một người phụ nữ khác. Từ bây giờ, chính thức ngày hôm nay, tôi với anh chấm dứt mọi quan hệ. Cô Khánh Linh ơi, cô ta bỏ anh rồi, hay là em về với anh đi. Anh hứa là sẽ yêu em nhiều hơn ngày xưa nhá. Xem ra là cái tát vừa rồi mà anh Hoàng gửi lại cho anh ấy vẫn chưa làm anh tỉnh ngộ ra nhỉ. Anh thôi, anh đừng nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Bây giờ những lời nói của anh ấy sẽ chỉ khiến tôi thấy mắc ói thôi. Em xin lỗi anh vì những lỗi lầm đã làm. Em hứa là em sẽ thay đổi bản thân của mình. Cảm ơn anh vì đã cho em thấy được bộ mặt thật của hắn ta. Bây giờ thì cô gỡ được hết nút thắt trong lòng rồi chứ. Vào công ty của tôi tham quan một chút nhé. Biết đâu sẽ đã có một khởi đầu mới cho cô. Đi thôi.